Rồi, mấy nỗi thì phải lên mình chào bà con nha bà con. Nó hôm nay mình lên cho bà con một cái lô ơ ha. Bỏ mấy gài bà con hỏi mấy nỗi thì phải Thanh Bình có ơ không? Thì bữa nay mấy nỗi thì phải Thanh Bình đã nhập được cái lô ơ. Lô ơ thì đặc biệt cái lô ơ này cũng nói cho bà con mình biết luôn ha. Cái lô ơ này á là zin nguyên bản nha. Zin nguyên bản 100% luôn. Không đụng địa một cây gì phá tới, là không có đụng địa xả dầu bọt hay là kiểm tra nhớt nhau gì, nói chung ra là nguyên zin hết đâu luôn. Nó dòng ơ này á, thì nói chung ra là quay là chạy, nó về là đổ dầu vô là quay chạy, đổ dầu vô quay chạy luôn, không đụng địa tới. Mọi chức năng của ơ, mấy dòng ơ này là hoạt động bình thường hết trơn. Bữa nay á, thì mình bán cho bà con mình mấy cái dòng máy ơ. Mấy dòng ơ này á, thì nó chuyên về bên tôm cá oxy đồ ha. Nó tôm cá oxy đồ đó. Đó, nói chung là chạy máy xới, chạy này kia là cũng rất là ok. Bởi vì dòng ơ là dòng mất tiền, dòng tốt, dòng cu ta ơ ha. Đó, rồi, thì mình sẽ giới thiệu từng con cho bà con mình luôn ha. Đó, bà con mình coi con nào ưng ý thì điện liên hệ với máy nổi chụp bãi Thanh Bình ha. Mấy con này là đặc biệt mình không lên dầu, lên mỏng gì cho nghe bà con, nguyên zin nó luôn ha. Nó mới rửa xong nước còn ướt nhẹp luôn ha. Thì mình giới thiệu từng con cho bà con mình, báo giá từng con cho bà con mình luôn. Và bà con mình ưng ý con nào thì điện liên hệ với máy nổi chụp bãi Thanh Bình qua số điện thoại bên trên màn hình, kết nối Zalo và cọc cho máy nổi chụp bãi Thanh Bình thì máy nổi chụp bãi Thanh Bình sẽ cho hàng đi ha. Đây, con này là ơ nè, EA8 nha. Đó, EA8 còn là EA8. Đặc biệt con EA8 này là nguyên zin nha. Đó, mới giống như chưa xài, nước sơn zin 100%, không đụng địa tới bô e bô lửa đàng hoàng ha. EA8. Con này có đề ha, đề cục đề nó còn trắng ton luôn nè bà con. Đề rất là đẹp ha. Đèn động nói chung là mọi hoạt động điều khiển nó là hoạt động mình ok hết. Sau lưng thì rất là đẹp luôn. EA8. EA8 có đề. Con này thì máy nổi bãi Thanh Bình đang bán cho bà con có giá là 17 triệu ha. EA8. Tiếp theo là đằng sau lưng con này là con EA8. Nó con này là cũng là EA8 nữa ha. Nhưng con EA8 này thì nó không đẹp bằng con EA8 kia. Nó ha. Con này là EA8 thì không đẹp bằng con đó là siêu phẩm. Con này thì nói chung ra là nước sơn zin đồ đạc zin hết ha. Lọc dầu còn trắng tinh luôn ha. Đặc biệt là không vệ sinh lọc dầu luôn nghe bà con. Ống bầu đồ zin hết. Con này cũng có đề. EA8 có đề. Nó EA8 này ha. Nó KB3 nè ha. Nó số xe ghi tem mạc đầy đủ EA8. Con này thì máy nổ giật bãi Thanh Bình đang bán cho bà con cái giá là 15 triệu ha. 15 triệu EA8 có đề. Đó, nguyên bản zin hết nha bà con, không có ấy gì ha. Rồi, tiếp theo qua bên đây. Bữa nay mình về được 3 con EA8 và 3 con EA8 và 2 con EA7 ha. Đó. Tiếp theo là mình lên cho anh em mình con này là cũng EA8 này ha. Đó, EA8 nè. Nó cu ta đòi ơ này ha. Mấy con này thì nói chung là nó rất là siêu phẩm. Nó garanti của nó là điểm dòng luôn, rất là ấy luôn ha. Con này là siêu phẩm ha. Siêu phẩm mấy anh em. Đó, anh em thấy nước sơn Ken Japan không? Cực kỳ luôn, Nhật Bãi luôn nghe bà con, chứ không phải hàng Thái Lan ha. Hàng này Nhật Bãi ha. Đó, báo nhớt này kia đẹp cực kỳ luôn, heo dầu bổng luôn. EA8 con này không đề nha anh em. Nó quay không đề. Thì con này máy nổi Nhật Bãi Thanh Bình đang bán cho anh em giá 16 triệu ha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là đến con EA7 nha. Đó, con này là EA7. Đó, con này cũng là thuộc cái dạng siêu phẩm này nha anh em. Đó, siêu phẩm của EA7 này ha. Đó, EA7. Đó, con này thì không có đề ha. EA7 zin nguyên bản nha, mà con này mình không có lên dầu ha. Nó cái này mình lên dầu một cái nó đẹp cực kỳ luôn anh em. Đi lên dầu cái màu sơn nó đổi màu lại ha, đẹp lắm ha. EA7. Đó. EA7 thì con này mình đang bán cho anh em với giá là 15 triệu ha. EA7. Đó, nguyên zin nha. Nó không đụng đĩa một con ốc bù lon tán nào tới nha, không đụng chì phá nha. Đó, tiếp theo. Tiếp theo con này cũng là EA7 nhưng con này màu sơn nó hơi chóc ha. Nước sơn zin mình nó hơi chóc ha. Nó hơi chóc phần tí, con này EA7 nè. Đó. Ken Saben tem mặt đầy đủ quen, không đụng địa gì hết. Dòng ơ này thì nó lợi hại cái là bà con mình mua về xài á, là thứ nhất độ bền cao, nhảy chạy nè, tiết kiệm nhiên liệu ha. Rất nhiều nhiên liệu, đặc biệt cái dòng này nó không xả dầu. Nó không cần xả dầu ha. Ốc ác là chỉ có đụng địa thì xả dầu luôn nè. Bởi vì dòng này nó không có xả dầu. Bà con hết dầu đổ dầu vô chạy, hết dầu đổ dầu vô chạy ha. Rất là hay chỗ đó đó. Đó, con này là con EA7. EA7 thì con này máy nổi giật bãi Thanh Bình hơi màu nó hơi chóc chóc một tí, thì máy nổi giật bãi Thanh Bình đang bán cho bà con cái giá là 14 triệu ha. 14 triệu. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đã nổ này kia ra hoàn thiện hết trơn rồi, nói chung ra là hoàn thiện hết, không có gì hết. Đó, bây giờ máy nổ giật bãi Thanh Bình sẽ test nổ cái con này cho anh em mình tham khảo ha. Đó, test nổ cái con này cái. Lấy cái tay quay giùm anh cái bước này. Tay quay á. EA8. Rồi, cái này tại do máy nổ giật bãi Thanh Bình mượn thằng tay được. Cái nào? Cái kia đi, cái này đụng tay. Rồi đụng tay thì qua cái này, cái nào mình cái máy mình chạy cho cái nào chạy được. Đó, rồi. Để nghe nó lôi cái mấy cái máy có đề là hoạt động bình thường, đều hoạt động bình thường hết cho nghe anh em.
đó bà con mình ha. Rồi cái này là do mượn thằng em nó quay là vô những cái chỗ là mình cái ra chưa nhận đó. Rất là nhạy á. Đặc biệt đó là không khói á, không có lạc khói nhẹ đó nè, tất cả em không có khói nhẹ, máy đang hoạt động nha. Máy này thì nói chung ra là rất kém. Đây mình sẽ chỉnh cái anti cho nó chạy cho anh em mình nghe. Sửa chữa gì chân về đổ vô cái là rửa nhẹ cái xong lấy xong rửa nhẹ cái là chạy luôn à ha. Cái con ganti thì những nhờ dòng này thì bán rất là yên tâm ha. Bởi vì dòng này dòng ơ là dòng mất tiền, dòng này nổi tiếng của Nhật Bản ha. Đó dầu chạy tăng dầu đi gen ha. Đó, cái nước cái dầu này kia rất là ok. Thì bữa nay á là máy nổi Nhật Bản Tân Bình á là chỉ có lên cho bà con mình, nói chung ra là cũng mất tiền lắm các bà con, không có rẻ ha. Nhập vô một con mười mấy triệu không à, nó bán một con lời không có nhiều, nhưng á bà con mình khoảng gà hỏi máy nổi Nhật Bản Tân Bình nhiều quá, hỏi về dòng ơ hang ơ nhiều quá nên máy nổi Nhật Bản Tân Bình cũng có tầm tòi bên bãi lấy về cho mình. Nó là về được 5 con ha, 2 con ơ 7 và 3 con ơ 8 ha. Đặc biệt sau lưng máy nổi Nhật Bản Tân Bình là có anh NS nè, ớt ớt nè, HS nè, nó Kuta nè, Metsu nè, nó NS nè ha. Sau lưng máy nổi Nhật Bản Tân Bình còn rất là nhiều máy. Đó bà con mình cần kiếm cái dòng nào thì liên hệ trực tiếp máy nổi Nhật Bản Tân Bình ha. Rồi, thì bà con nào á là cái máy này á, hiện tại mình báo giá cho bà con, báo giá từng con là giá đó, là giá đó bao ship tận nhà cho bà con ha. Và dòng ơ này thì máy nổi Nhật Bản Tân Bình sẽ tặng kèm theo cho bà con mỗi một máy là 3 chai nhất xịn ha, nhất xịn để về mình sử dụng máy luôn ha. Đó, và cộng một cái tay quay cho bà con mình, bao ship tận nhà cho bà con mình luôn ha. Bà con mình cọc một ít tiền xong máy nổi Nhật Bản Tân Bình sẽ cho hàng đi. Khi về bà con nhận máy thì bà con sẽ kiểm tra hàng và test máy nổ đàng hoàng mình mới nhận máy ha. Coi bà con mình cần thông tin số xe ghi, ví dụ như máy mắc tiền. Thì ví dụ như bà con mình cần cái thông tin, bây giờ máy nổi điện cho máy nổi cho bà Bình, anh cho tôi cái số xe ghi. Đó thì máy nổi cho bà Bình sẽ cung cấp số xe ghi cho bà con mình, để cho bà con mình khi nhận máy kiểm tra đúng số xe ghi mình nhận máy, đúng chưa? Ha. Đó, nói chung ra ở đây cửa tiệm máy nổi cho bà Bình làm ăn rất là đàng hoàng, bà con cứ yên tâm mua máy ha. Cọc máy là cho đi liền ha, tạo điều kiện cho đi liền trong ngày. Ví dụ như bà sáng nay bà con điện bà con cọc máy thì chiều nay là hàng sẽ đi cho đi. Đó, tầm xa xa thì khoảng 4 bữa, gần gần thì 2 hoặc 3 bữa tới nha bà con. Đó. Rồi, nó thì bà con mình cần kết nối Zalo số điện thoại trên màn hình ha, mình có đổi để số điện thoại trên bài ha. Đó, rồi máy nổi Nhật Bản Tân Bình xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong cái live tiếp theo nha bà con.